Và để trở lại với chương trình diễn đàn y khoa thì xin bác sĩ chia sẻ thêm những cái điều mà bác sĩ đang nói dở cho bác sĩ. Dạ, xin cảm ơn anh Doanh. Thì nãy mình đang nói là cái câu hỏi cuối cùng của mình đó là khi mà anh Doanh hỏi là nếu mà mình đang đau bụng mình có nên thử đường hay không, thì anh Thư nói là càng nên thử. Và đó là khi mình đói bụng có thể là một trong những triệu chứng mà mình bị giảm đường trong máu. Thành ra quý vị càng nên thử để mà mình biết cách để mình uống thuốc, dùng những cái thuốc đồ ăn hoặc là mình ăn uống như thế nào, hoặc là điều chỉnh thuốc như thế nào để không bị giảm đường huyết. Trong những cái mà anh Thư luôn luôn khuyên bệnh nhân là không những cái đường cao mình nhiều khi mình không có triệu chứng, nhưng mà khi mà cái mình chích thuốc, mình uống thuốc, mình ăn uống kiêng cử, mình tập thể dục, nhiều khi cái đường nó xuống mà mình không biết, thì mình phải biết nhận biết được những cái dấu hiệu có thể làm đường tuột. Và luôn luôn có những cái trong y khoa gần đây thì có nhiều thuốc rất là hay, trị rất là hay mà không làm bị giảm đường. Thì thường thường những cái quý vị nào mà lớn tuổi, nhiều khi mình không muốn ăn, mình giảm ăn, hoặc bệnh mình không ăn, thì những lúc đó thì bác sĩ sẽ chọn những cái thuốc mà không có nguy cơ bị giảm đường. Okay. Và nó tức là nó không, mình uống nó hạ nhưng mà mình không ăn, nó vẫn không bị giảm đến nỗi mà mình bị đói, hoặc mình bị trung, hoặc là nặng đến nỗi mà mình bị đổ mồ hôi, mình có thể bị hôn mê. Thì có những cái thuốc đó, thành ra cái điều quan trọng là những bệnh nhân đến với phòng mạch anh Thư thì luôn hỏi là quý vị uống thuốc như thế nào, có khi nào bị tuột đường hay không. Nếu như mà đã bị tuột đường, có những người phải đi cấp cứu, thì những quý vị đó mình có những cái thuốc mà nó gây ra như vậy mình phải nên ngưng liền. Dạ, mình chọn những cái thuốc mà không có làm bị giảm đường. Còn những quý vị nào mà chích insulin thì càng dễ bị tuột đường hơn, thì mình cần phải kiểm tra cái đường mình thường xuyên hơn. Mình thử đường lúc nào? Mình thử lúc mà sáng sớm mình chưa có ăn gì hết mình thử, hoặc là mình thử trước khi ăn, hoặc mình thử sau khi ăn, tùy cái cách điều trị của bác sĩ hướng dẫn. Dạ. Cảm ơn. Và cảm ơn bác sĩ. Thì qua cái sự hướng dẫn của bác sĩ thì bác sĩ cũng khuyên là chúng ta khi mà chúng ta bụng đói là thử đường là tốt, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta cũng phải xin ý kiến của bác sĩ gia đình của chúng ta để cho chúng ta sử dụng thuốc hoặc là thử cho nó được tốt. Thì thưa với bác sĩ, nó cũng liên quan về những cái vấn đề mà sai lầm trong khi chúng ta mắc cái bệnh tiểu đường đó, như bác sĩ vừa nói sơ qua đó. Thì thưa bác sĩ là có những người bị bệnh tiểu đường á, họ bỏ ăn vì họ sợ là ảnh hưởng đến sức khỏe, thì cái điều này có đúng không? Dạ, cái đó là cũng sai. Dạ, không phải bỏ ăn, không phải là mình nhịn ăn. Dạ, hoặc là mình bỏ hẳn những cái đồ ăn mà nó có chất đường. Tức là mình đặt lại câu hỏi cho anh Doanh là nếu mà tôi bị tiểu đường, tôi có thể ăn trái cây được hay không? Tôi có thể ăn cơm được hay không? Ăn phở được hay không? Thì xin thưa là vẫn ăn được. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái số lượng mình ăn mình phải giảm cái số lượng lại. Ví dụ như có những cái đồ ăn mà gì mình ăn một dĩa cơm thì mình phải bớt lại còn 1/4 của cái dĩa cơm đó thôi. Mình có thể thay bằng cơm trắng, bằng cái cơm gạo nâu hoặc gạo lứt, mình có thể thay bằng quinoa, mình có thể thay bằng những cái chất tinh bột mà nó không có hàm lượng đường cao. Tức là mình ăn được nhưng mà mình phải chọn cái tinh bột mà nó giảm cái lượng đường. Ví dụ thay vì mình ăn bánh ngọt thì mình có thể ăn một cái miếng khoai lang. Nó cũng có chất ngọt nhưng mà cái ngọt của khoai lang nó không có cao bằng một miếng bánh mà ngọt. Thôi, tức là mình ăn được, hay là mình không được uống nước ngọt. Nhưng mà tôi có uống được nước ngọt mà diet hay không? Dạ thì thưa không. Tại vì cái nước ngọt, có một cái lon nước ngọt trung bình đó, nó tới là bằng 40 gram đường ở trong đó. Mà 40 gram đường tức là tương đương với 4 muỗng cà phê đường, rất là rất là nhiều. Bây giờ vậy thì để tôi uống cái nước ngọt mà không có diet, tức là không có đường. Dạ thì nó không có calorie, nó không có cái năng lượng ở trong đó, nhưng mà nó có cái đường nhân tạo ở trong đó. Thì khi mà quý vị uống cái loại nước không mà diet đó vô á, thì cái cơ thể mình nó không có nhận biết được cái đường nhân tạo đó như thế nào, nó có hại cho sức khỏe mình hơn. Thành ra quý vị tốt nhất là uống nước. Nhưng mà nói hồi đó giờ tôi uống nước không được, tôi uống nước không quen, tôi uống cà phê, uống trà hay là uống nước ngọt thôi chứ tôi uống nước không được. Thì nó có những cái trick, ví dụ như mình có thể bỏ một chút xíu lát chanh, mình có thể bỏ vô tủ lạnh, nó lạnh lạnh chút xíu mình uống, mình có thể bỏ dâu,
mình có thể bỏ những cái như là min, cái là cái lá, lá bạc hà, mình bỏ vô nó có cái flavor, tức là nó có cái chất thơm, nó dễ uống. Hay là nếu mình mua thuốc khoáng ở ngoài thì nó tốn tiền, mình có những đơn giản thì mình có thể làm như vậy, thì cái nước nó có cái mùi vị á, mà nó không có calorie thì nó sẽ giúp nó tốt hơn là mình uống diet coke hoặc là mình uống nước juice gì. Quý vị sẽ hỏi là nếu như vậy thì bác sĩ nói là ăn trái cây tốt lắm mà sao giờ không cho tôi ăn. Thì dạ thưa là vẫn ăn được, nhưng mà nên giới hạn, đừng có ăn nhiều quá. Những cái trái cây nào mà nó tốt cho những quý vị bị tiểu đường, ví dụ như là những cái loại dâu, những dâu tây, ví dụ như là strawberry hoặc blackberry, blueberry, những cái loại đó nó rất là nhiều cái chất vitamin, những cái chất bổ mà nó không có lượng đường, thì quý vị được ăn coi như là mỗi ngày được. Dạ, hoặc là chứ còn mà mùa này, nhất là mùa này, quý vị ra chợ Việt Nam mình sẽ thấy nào là mít, nào xoài, là xoài, nào là nhãn, nào là chôm chôm, dạ, không dám đụng tới, thì nhiều khi bạn bè mời thì cũng có thể được một xíu, chứ mình ăn từng thùng thùng thì dạ không nên. Không nên, dạ. Vâng. Đó, cứ như bác sĩ nói là bác sĩ nhắc đi nhắc lại một cái điều là chúng ta nên hạn chế cái vấn đề sử dụng đường. Không riêng gì cho những người đã bị bệnh tiểu đường rồi, mà như những người chưa bị tiểu đường thì chúng ta cũng phải đề phòng như vậy. Và bữa nay bắt cóc được bác sĩ thì Nguyễn Danh có một cái câu ấm ức từ lâu rồi, thì cũng nhân vào cái chuyện tiểu đường như vậy nè. Thì thưa bác sĩ là giữa cái đường saccharo và cái đường gluco đó thì hai cái nào nó tốt hơn? Thì theo như Nguyễn Danh nghĩ là cái đường gluco nó tốt hơn saccharo, phải không ạ? Thì cái đường nó gọi là glucose, thì đó là trong cái mình ăn uống hàng ngày, nó không phải là cái glucose. Cái glucose đó là cái đường trong máu mình ăn uống, đồ ăn nó chuyển qua cái glucose trong máu mình, nó cơ thể mình tạo ra. Chứ còn mình ăn trái cây, mình ăn đồ này kia, nó không phải là glucose. Nó là cái những cái đường anh thường không nhớ rõ, nhưng mà nó không phải là glucose. Thành ra hoặc là nếu mà nói đúng thì những cái đồ ăn nào mà nó có cái lượng đường thấp mà nó kéo dài đó, nó không có vô máu mình lẹ, thì nó tốt cho cơ thể mình hơn là những cái loại đường mà nó tạo đường rất là nhanh, ví dụ như là nước ngọt, ví dụ như là trái cây, những cái nước juice mà trong chai, trong lon sẵn thì mình không nên dùng. Dạ. Dạ, thưa bác sĩ, thì không riêng gì bệnh tiểu đường, mà kính thưa quý vị, tất cả các loại bệnh, và để mà chúng ta giữ gìn có một cái sức khỏe nó tốt đó, thì chúng ta phải tập thể dục đó, exercise mỗi ngày đó, yoga, hoặc là chúng ta đi gym vân vân, những cái nào mà chúng ta phù hợp với cái điều kiện của chúng ta, thì chúng ta hay là thiền chẳng hạn, chúng ta tập để mà có những cái sức khỏe cho nó tốt. Thì có nhiều quý vị sợ là không đi tập thể thao là sợ nó hạ cái đường huyết, thì cái điều này nó có đúng điều gì? Dạ, nó cũng nằm trong cái đề tài nãy anh Thư cũng có nói trình bày. Thì những quý vị nào bắt đầu bị tiểu đường, mới nhất là những quý vị mới bắt đầu tiểu đường sợ lắm, sẽ lo ăn kiêng, sẽ nhịn đói, sẽ tập thể dục rất là dữ để mà bằng mọi cách để mình không uống thuốc. Thì khi mà mình làm những cái mà nó quá sức, thì khi mình đi tập thể dục quá, khi mình nhịn đói rồi mình đi tập rồi mình uống thuốc, thì quý vị sẽ dễ bị hạ huyết áp nữa. Thành ra cái quý vị nên hỏi ý kiến của bác sĩ tập như thế nào, trước khi tập có được ăn hay uống gì hay không, và uống thuốc như thế nào. Thì nếu như mà cái thuốc nó hơi nhiều, như mình tập thì cái đường mình xuống, mà mình uống cái loại thuốc đó nó hơi nhiều, mình có triệu chứng giảm đường, thì bác sĩ sẽ điều chỉnh cái thuốc đó lại. Thành ra luôn luôn khi mà bắt đầu mình uống thuốc thì anh Thư luôn bắt đầu cho quý vị uống cái là ít thuốc, mình chọn cái liều thấp trước, rồi mình từ từ mình cho cơ thể mình nó quen, rồi mình sẽ tăng cái liều thuốc lên, rồi mình cùng với lại ăn uống, cái tập thể dục nó chung với nhau, thì nó sẽ tránh được những cái tác dụng mà mình không mong muốn, đặc biệt là mình xỉu hoặc là mình bị tiểu đường, mình xỉu là rất là nguy hiểm, hoặc là mình thuộc đường mà giữa đêm mình không biết, như khi mình ngủ mình không biết thuộc đường rất là nguy hiểm. Dạ vâng. Khi mà chúng ta bị cái bệnh tiểu đường đó, thì cái cặp mắt của chúng ta với cái bàn chân nó sẽ có vấn đề, thì chúng ta phải nên quan tâm chăm sóc cái đôi mắt của chúng ta và cả cái bàn chân.
thì theo kinh nghiệm của bác sĩ thì điều này có đúng không? Dạ, cảm ơn anh. Rất là hay, câu hỏi rất là hay. Quý vị nào mà bị tiểu đường thì luôn luôn sẽ được bác sĩ gửi đi bác sĩ nhãn khoa để mà coi cái mắt của mình đã bị tiểu đường ảnh hưởng hay không. Thì một trong những cái bộ phận trong cơ thể của mình là mắt á, là dễ bị ảnh hưởng bởi tiểu đường nhất. Đặc biệt là những quý vị nào mà bị cái đường rất là cao, có những triệu chứng của tiểu đường thì có thể một trong những triệu chứng là mình cảm thấy lâu mình cảm thấy mắt mình nó mờ đi. Yeah. Thì là do cái đường nó quá cao trong trong cái mắt của mình, ảnh hưởng tới cái nhìn của mình. Thì đi bác sĩ mắt để mình có thể phát hiện được sớm những cái biến chứng của bệnh tiểu đường gây lên trên mắt rất là quan trọng. Tôi luôn luôn là khuyên bệnh nhân phải ít nhất phải đi gặp bác sĩ mắt một năm một lần, hoặc là tệ lắm là cũng phải một năm một lần, và phát hiện sớm thì được điều trị sớm. Tại vì một trong những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường là dẫn đến mù mắt. Thì cái nguyên nhân mà mù mắt đầu tiên là do bị tiểu đường. Thì để tránh như cái đó là cái đường huyết của mình phải rất là tốt. Và quý vị luôn luôn là mình bị tiểu đường không biết là mình sẽ bị cưa chân, nằm bị loét, bị cưa chân luôn luôn rất là lo lắng. Thì có xảy ra hay không? Dạ đúng là một trong những cái nguyên nhân mà bị cưa chân là vẫn là do tiểu đường. Nhưng mà nếu như mà mình điều trị tiểu đường tốt thì mình sẽ tránh được những cái nguyên nhân đó. Rồi mình chăm sóc cái bàn chân mình như thế nào? Bác sĩ sẽ hỏi là quý vị có bị tê không? Có bị cảm giác nóng rát của bàn chân hay không? Có bị giống như cảm giác kiến bò hay là kim chích hay không? Thì những cái đó là cái thần kinh của cái bàn chân nó bị ảnh hưởng. Có thể quý vị chưa có bị tiểu đường mà đã có những triệu chứng đó rồi. Thì cái đó cũng là một những triệu chứng mà mình nghĩ đến là mình có thể bệnh nhân nó bị tiểu đường. Rồi mình phải chăm sóc bàn chân thế nào, phải mang giày, phải mang vớ, phải như thế nào, phải lưu ý. Có những cái vết trầy xước mình phải gặp bác sĩ ngay lập tức, mình đừng có để những cái vết loét đó nó mà mình ý y mình không có chăm sóc kỹ thì nó sẽ dẫn đến cái những cái biến chứng mà không hay, mà phải đưa đến là mình tháo khớp, mình cưa chân. Có những quý vị thì gần đây có những cái thuốc tiểu đường, quý vị cũng quan tâm. Những quý vị mà theo dõi chương trình sức khỏe thường xuyên thì sẽ nghe là cái thuốc tiểu đường mới này có thể đưa đến bị cưa chân. Thì trong những cái nghiên cứu thì có như vậy có, nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân anh Thư thì chưa gặp bệnh nhân nào như vậy hết. Thường thường đa số là những cái thuốc đó gây ra như vậy tại vì bệnh nhân bị đường quá lâu năm, quá nặng, đã có cái biến chứng là bị biến chứng thần kinh, biến chứng bị đã bị cưa chân rồi, thì những cái thuốc đó có thể nó sẽ ảnh hưởng thêm. Thì quý vị yên tâm là khi mà gặp bác sĩ, những bác sĩ sẽ hỏi bệnh kỹ, và quý vị sẽ không có nếu đã có những cái biến chứng rồi thì sẽ không, bác sĩ sẽ không chọn những cái thuốc có thể đưa đến thêm những cái biến chứng đó nữa. Thành ra quý vị yên tâm, hoặc là mình đang uống thuốc đó mình sợ thì có những thắc mắc gì thì nên tham khảo với bác sĩ trước khi là mình ngưng thuốc mà không có hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình. Dạ vâng, thì bác sĩ cũng đã chia sẻ cũng đôi lần ở trong chương trình ngày hôm nay, thì bác sĩ cũng nhấn mạnh thêm là chúng ta phải đi tái khám sức khỏe định kỳ để chúng ta phát hiện tất cả các loại bệnh, chứ không phải riêng bệnh tiểu đường, để mà chúng ta còn có thời gian chữa trị ngăn ngừa nó. Dạ, dạ thưa đúng, dạ trong những cái cái như là mình đi khám tổng quát hàng năm thì trong những cái standard of care, tất nhiên là ngoài cái thử máu khám tổng quát thì luôn luôn anh Thư luôn thử cho bệnh nhân đường và để tìm sớm, hoặc là những bệnh nhân nào có tiền sử giống như là phụ nữ trong lúc mà mang thai họ có bị cái đường cao, hoặc là họ có bị cái gọi là gestational diabetes, tức là bị tiểu đường trong lúc mang thai. Những quý vị đó dễ bị tiểu đường thì mình luôn luôn mình sẽ trong cái kỳ khám tổng quát đó mình sẽ thử máu để check cái đường, những cái đường trung bình hoặc là cái đường lúc mà mình nhịn đói lúc đó bao nhiêu để mình theo dõi. Cảm ơn. Nhân bác sĩ vừa mới nói thì Nguyên Danh cũng thắc mắc thêm một nữa, ví dụ như các phụ nữ mà đang mang thai đó thì có thai nhi trong người, như vậy mà cái người mẹ bị bệnh tiểu đường thì nó có ảnh hưởng đến thai nhi không ạ? Dạ, cái những cái phụ nữ mà đã bị tiểu đường rồi mà có đang mang thai thì những quý vị đó là được xếp về cái loại là mang thai có nguy cơ cao. Tất nhiên là họ sẽ được bác sĩ chăm sóc rất là cẩn thận. Họ sẽ được có một cái vị chuyên khoa về dinh dưỡng lúc nào cũng đi song song với lại người sản phụ đó để hướng dẫn cách ăn uống. Có những quý vị thì chỉ bị nhẹ thôi thì là ăn uống mỗi ngày
phải thử đường, phải ăn uống để cho cái đường nó không bị cao. Hoặc là có nhiều quý vị đường quá cao phải được chích insulin. Tại vì sao? Tại vì cái đường trong máu của người sản, cái người thai phụ cao á, có thể ảnh hưởng đến thai nhi và có thể đưa đến những cái biến chứng mình không mong muốn. Thành ra một trong những cái test mà khi mà quý vị thai phụ đến bác sĩ sản phụ khoa đó thì luôn luôn đến cái kỳ thứ hai là sẽ được thử đường. Quý vị nào mà fail cái lần cái đường lúc đó mà cao là phải bị quay trở lại làm thêm cái test thứ hai để mà biết cái lượng đường rất là một quan trọng anh. Dạ vâng. Và cũng nhân trong cái bệnh tiểu đường này thì bác sĩ cũng đã nói sơ qua, nhưng mà bác sĩ nhấn mạnh là cái vấn đề dinh dưỡng cho những người đang bị bệnh tiểu đường và ngay cho những người mà chưa bị tiểu đường để chúng ta ngăn ngừa, xin bác sĩ trình bày. Dạ, cái đó thì mình dễ hiểu, mình cái ăn uống healthy mình sẽ nó sẽ cho tất cả những người bị tiểu đường hay là không bị tiểu đường. Những quý vị nào bị tiểu đường thì càng cẩn thận hơn, chọn những cái đồ ăn mà nó có cái lượng đường thấp, hoặc là mình có thể ăn được chất ngọt không vẫn được, chứ không phải là mình cử hoàn toàn, nhưng mà mình có thể để dành cho những cái dịp đặc biệt. Ví dụ như mình không có nên ăn hàng ngày mà mình để dành cho đặc biệt, ví dụ như có tiệc đại bạc già có tiệc, hoặc là gia đình có tiệc, bạn bè có tiệc, mình có thể để dành những cái dịp đó mình ăn được chút chút. Dạ, rồi nhưng mà cái hàng ngày, healthy hàng ngày mình vẫn cái portion control, tức là mình ăn cái lượng nó ít lại, mình chọn thức ăn healthy chính là rau củ nhiều. Nói về củ, mình cũng phải chọn những cái loại củ mà nó có ít cái chất bột. Dạ, rồi rau thì mình ăn được thoải mái. Rồi cái lượng chất đạm cũng vậy, mình phải nên limit, tức như là không có cái chất béo nhiều quá, tại vì mỡ luôn luôn đi chung với tiểu đường. Rồi chất bột thì cũng là chọn cái loại chất bột mà nó có ít chất đường. Dạ, thì những cái đó anh Thư sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân, lúc nào cũng được hướng dẫn bệnh nhân đến với anh Thư. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và để tổng kết lại cái đề tài ngày hôm nay, những sai lầm về bệnh tiểu đường, xin bác sĩ tổng kết lại cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ, thì có nhiều cái hiểu biết sai lầm lắm, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ một phần thôi, không có nói hết được. Thì có nhiều cái, ví dụ bệnh nhân sẽ hỏi là tiểu đường có lây hay không, má tôi bị có lây hay không. Dạ thưa là nó không phải như nhiều mình bị cảm cúm mà nó lây, tiểu đường không có lây, nhưng mà có là tiểu đường có thể di truyền, có thể dạ, nhưng mà đa số là có thể mình không biết lý do tại sao. Dạ, rồi tiểu đường mình không ăn được ngọt hay không, vẫn ăn được, nhưng mà mình chọn cái đồ ăn mà nó thích hợp. Dạ, thích hợp và ít cái chất đường chất béo. Tiểu đường, tôi bị tiểu đường vậy thì tôi dễ bị bệnh hơn những người khác đúng không? Thì dạ đúng, nhưng mà nếu như mà mình tiểu đường mình tốt thì vẫn sống vui vẻ và khỏe mạnh giống như mọi người khác. Có điều là như những người bình thường thì vẫn phải chích cảm cúm, thì tiểu đường cũng phải nên chích thuốc cảm cúm hàng năm. Dạ, dạ vâng. Và xin bác sĩ gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Anh Thư xin cảm ơn anh Nguyên Doanh đã cho cơ hội. Anh Thư xin chia sẻ quý vị đài VBS ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình, và kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Vâng ạ, bác sĩ Trần Đăng Thư và Nguyên Doanh được lưu luyến chia tay cùng quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình diễn đàn y khoa lần tới.